tránh cúng dỗ khi cho dọn các mâm lên trên bàn thờ, mâm cô bác nội ngoại và mâm đất đai ông cả giái. Nay là ngày 7 tháng 7 năm Kỷ Mão, gia đình có dân bánh trà quả đủ lễ vật, giái ngay thần hoàng bổn cảnh, đất đai viên rạch chứng minh cho tấm lòng hiếu thảo của con cháu nội ngoại, xin về đây chứng minh và thọ hưởng. Sau khi lại xong vừa đứng lên, đức thầy cho biết ông cả nguyện như vậy còn thiếu, để tôi giái thêm. Giái cùng tiên dương tổ quốc thần hoàng bổn cảnh, các vị anh hùng tử sĩ vị quốc dông thân, đất đai viên rạch ông bà cô bác nội ngoại hai bên. Từ đó mọi người chứng kiến lễ dỗ này lấy làm bài học, thực theo lời ông bổ quý. Gracias.